rương bá nhà hà cho ra cho chia muối vật tì nâng in đi. Wow, ổ cha, miền rực dân trao ná, nâng nông rê tình hình Phnom Penh. Vì ổ bất kỳ rương muối đây là ổ, đài rê tình hình Phnom Penh, cổng bông tài miền ca áp bị vọt tờ mục. Tê, mình là ổ tê, miền rực dân nâng mà tô tràn tê, nâng nông rê tình hình Phnom Penh sập thằng ngày ní. Hơi viên mình đang ở miền ca có xe chả ra cho. Chia ca bật ná, ca có xe chả ra cho chia bá nhà hát ngôn thông ngô mùi nâng nông rê tình hình Phnom Penh. Ta nẹ đăng tế, ta hai đầu vầy bán chia ca cọt tẹt nịch cạt láng. Tì mùi, chấm nốt bà chia chôn miễn ca ca làng giang khẳng. Chấm nốt bà chia chôn nơi rít chư thị nịp Phnom Penh, miễn mùi liên nẹ nơi chân nắm mùi bọn pram bùn rôi ca sập pram bấy. Nâng mùi cần đọa xa nhà xám sợ bây liên nẹ khăn ông chân nắm bì bọn pram bấy. Nơi chân nắm bì bọn đọc đó miễn ca thơ vơ xa mà hà rò nạ cam không chấm nôn một hơi rộ bọc hẹt còn đá. Đạt đấy rò tập ba rộ bọc rít chư thị nịp Phnom Penh, trợ bàn phùng rịch vi xa lập hiệp rộ bọc luôn. Chấm nôn bà chia chôn đá cớp đàn đọc đàn đấy rò tập ba thơ mây ní. Miễn chấm nôn mùi cần đọc xa nhà học sắp pram bùn liền nẹ nơi chân nắm bì bọn đọc bấy. Hát chấm nôn ní, ác nâng ca lang rò hột đòl mùi cần đọc xa nhà pram bấy liền nẹ nơi chân nắm bì bọn đọc pram mùi. Nâng chiến đòl bì cần đọc xa nhà pram bấy liền nẹ nơi chân nắm bì bọn xàm sắp pram. Tí bì, chấm nôn rốt dôn miễn ca ca lang sọp nâng cầm nán bà chia chôn. Chấm nôn rốt dôn đại bàn chọc bánh chí nơi Phnom Penh, bán ca lang bày đòn khăn ông tu sà vọt trong cơ rời nì. Chấm nôn bà chia chôn miễn ca ca lang hai cá pra rốt dôn, tôi chắc rời dân dôn ai cả chôn có cánh tay trả lang. Tàng ní, cứ chịu bộ bà hạt đã nôm ở miễn ca có xe cho ra cho. Chia riêng rõ tháng ngày, dương bà hai chị thật lọc chú bà tè nữ ế đà bót mình lỡ, rồi bà nẹ bà bó mùi chồng luôn đối chìa ca cho rốt dôn đói bông pin cho bạp chị đàm. Ca mến cổ rộp lớn xe nhà cho ra cho. Ca bà bó mà chả đạt tứ, cứ chìa mù là hạt nê ca có xe cho ra cho. Bà sân bà, sự thân là phiếp ní, mình pháp đô tế, ta nâng mê nà quấy, cơ lăng nở thay à nàng cốt. Bà sân bà dương, mình miên vị thiên là ca nụ tế, sự thân là phiếp cho ra cho nâng cắn tay thương ngôn thương lăng. Hào dương nâng mình ác vừa đồng ná tờ ná bán toàn phê nụ tế. Vìa cánh tay chồng này phê về lìa cho đàn thảm tiết, đọc bây thuộc đồng ná tờ cánh xa là riêng, rưu còn lành thuộc ca chỉ đám. Hai biết thuộc ở nẹ miễn ca thuần tròn nâng mến sắp bài chật. Mẹ hai, tại dương cô thuộc đông đích tự phát cánh mình thôi cả có xe cho ra tròn thì bán. Mùi, cho cô rộp cho bắp cho ra tròn. Pì, pra cá đất trình dồn xa thiết rồi nạ. Chia tầm bóng, chốt cất âm tí, ế rì dạ bọt này ca bạc bộ, nâng bằng chốt ca mầm viên lời cho bắp cho ra trò. Mùi, ca chọt rốt dôn nơi tám trên trăm phẩu. Pì, ca chọt rốt dôn nơi trăm nọt phẩu bỏ sọp. Bầy, ca chọt rốt dôn nơi lớn trên trăm phẩu xong khàng. Bùn, ca chọt rốt dôn chia tràn xái, nơi mốc phô trình dịch thán, xa nâng xa là riến. Đã thua ôi bạc bọt đón lùm hồ cho ra trò, nâng bằng đà là ôi ca có xe cho ra trò cánh tay khẳng. Bỏ sân ba nẹ cho rốt dôn đôi bóng biến, lưu cùng lúc xe nhà cầm nọt nơi còn lành cho rốt dôn nút. Viết nâng mình ạch ôi rốt dôn xe tiệt cho chốt bàn tề. Viết mình miếng phá nhà hà tê, bỏ sân ba còn tại cho rốt dôn một lệch, tụ bây chi bóng biến cho bác mình tịch mên, tầm trời tê. Tê, bỏ sân ba bố kê thua đôi ní, lưu nâng mên mà nụ chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nơi tam tí tăng sầm khăn mua chấm nuồn nơi rít thân nịp nông bình. Nít cứ chia chấm nọ rốt dồn bóng bạc mùi đại cổ cổng đau xà là rít thân nịp nông bình. Mà chắc rốt dồn trái ban đầm rơi ào bóng bạc ác rai lơ rồi dạp bê nê ca chốt rốt dồn. Hãy nít cứ chia chấm nọ đại sắp chấm bạp nâng bạc gọp đau xà vắt tập hiệp. Bà sân bà nẹ bánh chốc ca chọt rốt dồn khó chấm bạp. Nẹ ai bạc bò bán giang rồi lún nâng miếng xà vắt tập hiệp. Ca bạc bò bánh chả tứ. Bạn đàl ở miễn ca gọt xe cho ra chó, thêm tiếng bóng cò cổ rút mạng khách ngô tiệt thỏng. Các bóng biên phương xa nhà cho ra chó, nâng bạn đàl ở miễn ca gọt xe cho ra chó, bóng tiếng cổ rút mạng cho ra chó thông ngôn ngô phòng này. Bà sân ba công năng cho ra chó cánh tay tràn chiến mốn, viết chìa ca xâm khăn nát đai mà nụ cổ rút khỉa trái tay cổ rút cho bạp cho ra chó. Ú tì hò, nơi châm nói phơi bà sọp, nẹ bác bó tiền ơ trái tay cổ rộp tam phương xa nhà chua ra chó nâng chlón cắt lời tam lùm nắp lùm đào. Tù chia dàng ná, bà sân bà miên nẹ bác bó đài mân cổ rộp tam xa nhà chua ra chó quát nâng thơ ở miên cả rèn xe nơi chăm nọc bà sọp nụ.
ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងចំណុចផ្លូវប្រសពរថយន្តឬម៉ូតូបត់ឆ្វេងជាញឹកញាប់តែងតែឆ្លងកាត់បន្ទាត់កណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្នែកផ្លូវម្ខាងទៀតរថយន្តនិងម៉ូតូដែលទៅមុខត្រង់តែងតែមានអត្ថិភាពទៅមុនគេប្រសិនបើអ្នកចូលទៅចំណុចប្រសពបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសូមបញ្ឈប់ការជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្លូវប្រសពដែលមានការកកស្ទះនិងសូមរង់ចាំមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យរថយន្តផ្សេងទៀតអាចទៅផុតពីផ្លូវប្រសពនេះបន្ទាប់មកយើងអាចបើកបរបានយ៉ាងរលូននិងដោយសន្តិវិធីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងដើម្បីការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកបើកបរដូចជាការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មិនគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍ជាដើមជាពិសេសអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនមិនយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍នេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ JICA តាមរយៈគម្រោងហេរ៉ាញ់កទានឥតសំណងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ថ្មីនៅតាមបណ្ដាផ្លូវប្រសពមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រព័ន្ធសញ្ញាចរាចរណ៍ថ្មីនេះអាចតាមដានបរិមាណចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមទីតាំងនីមួយៗនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2017ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងសម្រួលចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងតែកែលម្អនិងពង្រីកផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយនឹងការកសាងស្ពានអាកាសជាច្រើនកន្លែងទៀតផងវ៉ាវអស្ចារ្យមែនបាទមែនហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អបរិស្ថានចរាចរណ៍ទោះជាយ៉ាងណាទំហំផ្លូវគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនបានទេទី2តោះយើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈតោះយើងនាំគ្នាសហគមន៍ស្រមៃថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ប្រើរថយន្តមួយឧទាហរណ៍មនុស្ស50នាក់ប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនតាមផ្លូវនឹងមានរថយន្តកកកុញហើយទំហំផ្លូវនឹងកាន់តែតូចចង្អៀតជាក់ស្ដែងនៅទីនោះគឺមិនមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្រើរថយន្តឬម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនបានទេប៉ុន្តែបើមនុស្ស50នាក់ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងផ្លូវនេះនឹងមានសភាពដូចនេះលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងអ្នកអាចសន្សំប្រាក់របស់អ្នកបានដូចគ្នានេះផងដែរវាមានសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពអ្នកនឹងមិនប្រឈមហានិភ័យចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអាចចំណាយពេលវេលាយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកពេលកំពុងជិះរថយន្តក្រុងទៀតផងប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងប្រសើរជាងនាពេលអនាគតរដ្ឋកោស្វ័យ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនិងពង្រីកផ្លូវរត់សម្រាប់រថយន្តក្រុងចំនួន10ខ្សែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពិសេសជាងនេះទៀតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិសាធារណៈដែលតភ្ជាប់ចំណុចកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរនាពេលអនាគតដូច្នេះវានឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវ៉ាវអរណាស់ហើយយើងអាចរក្សាខ្ចលបរិសុទ្ធសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគ្រប់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនអេនឌីបាទតើអ្នកគិតថាអ្នកយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ដែរឬទេបាទយើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបែរមកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈវិញនោះយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យបរិស្ថានចរាចរណ៍ល្អប្រសើរជាងមុនកាប់តាមពេលឥឡូវនេះគឺមិនទាន់ហួសពេលទេតោះចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើង